Dạ vâng, con chào cha và chào toàn thể cộng đoàn. Con xin được kể ra những ơn mà dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Yến, con ở giáo xứ Giang Xá, giáo phận Hà Nội ạ. Cô ghi của Hà Nội, con biết không? Dạ con không. Dạ con xin được kể trước ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và ba lần Chúa Giêsu cứu con từ cõi chết trở về. Dạ con lấy chồng được 3 năm thì con mới biết cầu nguyện thưa cha. Khi đấy con mang bầu cháu thứ ba và con đã cầu xin Chúa ban cho con một cậu con trai. Thì hai người con trước của con là con gái á. Chúa đã nghe lời con cầu nguyện và Chúa ban cho con một người con trai. Con thứ hai là khi con trai con được 5 tháng trong bụng thì con trai con bị phổi to đẩy lệch tim sang một bên á. Và bác sĩ khuyên là nên bỏ. Bác sĩ có gọi điện cho con khuyên con nên bỏ 2 lần nhưng mà con nhất định không bỏ và con cầu nguyện thưa cha. Chúa lại chữa lành con trai con trong vòng 1 tháng á. 1 tháng con đi khám thì cháu đã khỏi hoàn toàn. Còn ơn thứ ba là khi con trai con được 1 tuổi thì cháu bị cúm A và viêm phổi nặng suy hấp. Một ngày hôm đấy con trai con đã chuyển tới 3 viện. Khi bảo tới viện thì con trai con lúc ấy tình trạng sức khỏe là quá yếu. Lấy ven thì lấy được thưa cha nhưng mà bơm ven vào thì cháu yếu quá, vỡ ven và không bơm được ạ. Bác sĩ còn nói với con là thuốc có tốt thì bây giờ cũng không cứu được con em nữa bởi vì là con em quá yếu, không tiếp nhận được thuốc ạ. Con hỏi chị bác sĩ là bây giờ có cách nào đâu mà chị, bởi vì cháu có làm sao để con cũng không sống nổi. Chị bảo là bây giờ có mỗi cách là đâm thẳng vào tim. Con lúc đấy cũng không hiểu gì, con mới hỏi bác sĩ là và đâm thẳng vào tim thì có làm sao không ạ? Thì bác sĩ bảo nói chung là quá chán. Và khi đấy con cầu nguyện Chúa trong vội vã, con mới hỏi bác sĩ lại là bây giờ còn cách nào nữa không ạ bác sĩ? Thì bác sĩ bảo là bây giờ còn mỗi một cái ven nhỏ nhất, mỏng manh nhất. Những cái ven to lấy còn chẳng được thì cái ven nhỏ nhất thì bác sĩ cũng không muốn lấy. Nhưng sau đấy con cầu nguyện và con xin bác sĩ lấy lại cái ven nhỏ nhất, mỏng manh nhất đấy. Con tin là Chúa sẽ cứu con trai con từ cái ven đấy. Và tạ ơn Chúa con của con lấy được ven từ cái ven nhỏ nhất và mỏng manh nhất thưa cha. Hallelujah. Và thằng đó nó đi. Và vâng ạ. Và dạ cháu tên là Nguyễn Duy Gia Bảo ạ. Đây thằng bé Nguyễn Duy Gia Bảo mà được Chúa cứu từ trong bụng mẹ 5 tháng rồi đến khi sinh ra đời và hôm nay đang hiện diện ở trước chúng ta, một trong các tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Nguyễn Duy Gia Bảo, rồi ơn tiếp. Dạ ơn tiếp theo là khi cháu được 2 tuổi, lúc đấy 3 ngày rồi cháu không ăn được cái gì, cứ ăn một tí nào luôn ạ. Bác sĩ quyết định là lập ống sông cho cháu nhưng mà con xin bác sĩ cho một qua một đêm, sáng sau nếu không được thì con sẽ lập ống sông sau. Nhưng mà một đêm đấy con cầu nguyện ra giết và con cứ nhỏ từng cái giọt sữa, cứ 3 phút con lại nhỏ một giọt sữa vào lần một lần vào mồm con trai con, cứ 3 phút một lần. Thế là tạ ơn Chúa sau đêm đấy thì con trai con không phải lập ống sông nữa và cháu không bị nôn và tạc nhanh ạ. Rồi bây giờ làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con đến đây để con làm chứng cho Chúa. Dạ bác ở gần hàng xóm, bác có mới qua đây và bác cho con mượn cái đài của cha 2 hôm. Không hiểu sao con nghe xong trong lòng con thôi thúc muốn đến đây để làm chứng cho Chúa. Và hôm nay con có dẫn chị gái con là người bên nương đến đây. Xin toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho, nếu điểm lòng Chúa thì xin cộng đoàn cầu nguyện cho hai mẹ con, cháu gái và chị gái con được khỏi bệnh ạ. Con là người đạo theo hay đạo gốc? Dạ, con ở bên Tân Tòng ạ. Ồ, đây con là Tân Tòng mà khi mà con lấy chồng mấy 2 năm sau con mới biết cầu nguyện. Dạ, 3 năm sau con mới biết cầu nguyện ạ. À, thưa anh chị em, có nhiều người theo đạo mà tôi biết cầu nguyện. Như cô này, cô theo đạo mà đến 3 năm sau cô mới biết cầu nguyện. Và khi cô cầu nguyện thì chúng ta thấy cứ cầu nguyện là Chúa ban ơn, cứ cầu nguyện là Chúa ban ơn. Mà nhiều người ngày hôm nay có đạo mà chỉ biết đọc kinh mà không biết cầu nguyện. Có khi ta đọc kinh mà không phải cầu nguyện. Đọc kinh có thể là cầu nguyện, đọc kinh cũng là cầu nguyện nếu mình đọc kinh với tâm hồn của mình. Còn nếu mình đọc kinh mà như con vẹt thì đọc kinh không là cầu nguyện. Còn khi mình cầu nguyện là mình nói với Chúa như câu này, cô nói với Chúa với trọn niềm tín thác, thì Chúa nói rằng
Các con nhân danh Thầy mà xin bất cứ điều gì Cha trên trời sẽ ban cho các con. Cha tặng lại cho con cái máy, cô cho con mượn và về cha cho con luôn cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Nào.